Hello em, là em nói như thế này. Thì hôm qua em lên một clip so sánh một con Movistar này với một con Movistar một nước. Thì được một anh trai video cho mình lên sóng cho anh con một nước chi tiết, review chi tiết nha. Thì anh đang theo mình. Thì mình nói về con này á, là con là bản phiên bản Movistar bản giới hạn. Ở trên thị trường có 5.000 chiếc thôi nha. Con là con thứ là 2396. Số cũng là khá là dễ thương, khá đẹp, khá phong thủy luôn á. 2396 là mãi tài chủ lộc, cũng khá là dễ thương nha anh em. Rồi con này về phần xe là nguyên một con xe máy zin, đầu zin, tất cả chưa đụng chạm về phần máy móc, áo bọc theo xe, cặp lốp bọc theo xe, nói chung tất cả đồ là theo xe hết nha. Xe là thanh lý hải quan sang tên toàn quốc bao nhiêu em. Số khung số máy là zin, cam kết bằng giấy trắng mực đen, không có chuyện bằng bút bằng nước bọt nha anh em. Và nếu anh em sang tên không được trục trặc, bên Hiếu sẽ trả đủ tiền cho anh em nếu không đọc câu thần chú, bởi vì thì là đó là câu trong ngôn làm việc của Hiếu nha. Còn cam cam mang lướt một chồng cho anh em tham khảo nha. Rồi, hello anh trai nha. Thì xe này là hôm qua em có nổ máy rồi, bây giờ em bỏ lên kệ nó sát gốc của em nổ không được nha. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết. Con này là xe thùng lướt nha anh em. Nó xe thùng lướt zin, cặp lốp còn theo xe hết nha. Tem đầu anh em coi, tem đầu chưa cháy hết nha, thấy không? Tem đầu chưa cháy hết nè. Con là máy zin lồng zin nha anh em, máy zin đầu zin. Anh em coi keo keo máy giữa theo nhà máy nó còn lòng thòng gì luôn nè. Anh em thấy không? Nè. Đó, keo nhà máy nó còn luôn nè anh em, thấy không? Đó, keo nhà máy anh em đi một thời gian là cái keo giữa này nó bay nha. Đó, cái keo là keo zin nhà máy nha anh em, này, cái keo máy giữa đó, nó còn luôn nè, anh em thấy không? Đó, anh em thấy không? Đó, xe là cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, anh em nào quan tâm con này nhấc cái máy lên alo cho mình nha. Movista phiên bản giới hạn 5.000 xe trên thị trường. Rồi, cảm ơn anh trai rất là nhiều nha. Xe bên em bán là sang tên toàn quốc hết nhanh, số máy zin theo nhà sản xuất nha. Anh em nào quan tâm những cái dòng da dết, những cái dòng xe đẳng cấp này thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của em nha. Rồi, cảm ơn anh em.